Chim em yêu không? Chào Linh Đan, chào Hồng Nhiệt.
Đồ. Gì dữ vậy? Con cá hả? Chào Nam Hoa. Ở sắp hoa ra trường. Không, em ở, em ở dưới số hoa. Hai chưa kìa. Nói đi. Anh tại đi tắt giờ tôi quay chơi. Hả? Tại chứ giờ quay chơi. Hay đi tắt ấy. Thôi anh em ở nha. Chờ đang công tử. Bạn xin đâu không biết hát. Chào Nguyễn Như. Chào Minh Tuấn. Không có gì để vui hết. Thì bố đây là em. Vậy là 3 chiều biểu ít bố. Không nghe hả? Cảm ơn Minh Tú.
cái này không được. Lá chấp nhận. Giờ lá chim đâu? Rảnh. Mất đi tự thương. Lá mình sẽ nhận nha. Giờ lá chim không rảnh đâu. Tính hết rồi. Mười tám mà. Ừ, anh chụp cái xe ngay. Cảm ơn Duy Chi. Chị đắng không? Giống vợ Phương rồi. Chào sao con. Chào nó mới thân à. Chào Quân. Em tên Hàng à. Trung đê chơi luôn ở sân hoa. Hello, chào em, anh là Tevino. Em ở số bạc á, anh Hảo lên. Nói gì đi. Chào đúng không?
dạ. Em tên gì vậy? Nói có gì nữa. Không thấy tên hả? Không. Tâm thâu, khỏi. Tên thù lù để không thấy. Em dễ thương quá à. Mặt có gì hết trơn á. Em ở đâu à? Ờ, khuya nè. Ở đâu? Ok. Mày hỏi ta là tôi nói ở đâu rồi. Thôi đi tao. Mày đi vô đi mày ơi. Mày không có đi làm hả? Không, mày nghe không à. Sướng ta. Hả? Sướng gì à? Không biết làm sướng gì. Tắt nhạc chúng ta tập trung coi. Ở nhà ở công không đi làm tối ngày lại chim sướng như trời. Mày tắt nhạc đi. Em không phải người yêu cũ. Ở quê em đâu hả? Phú Yên à. Quê mình đánh hả? Hả? Quê em đâu hả? Phú Yên. À, Phú Yên hả? Đâu để mày ra ngoài nha. Gậy chép lát đít đó con. Hả? Mai em ra ngoài được không? Mấy đầu. Ủa, đẹp. Hello. Gậy, em chém nó lát đít luôn á. Không có gậy. Đẹp gì mà không có gậy. Phải hôn đó. Ơn Biên Hòn. Ở đây sao lừa được anh? Em đâu nhìn mặt dễ lừa lắm nha. Chết luôn. Đã bị cái ngựa chết luôn à. Cái gì? Mở cửa vậy? Kiệt. Hả? Chờ lại em định. À, thời gian Nam Định. Xin chào mọi người nha. Tuy nhiên ta like, mình xin chào mọi người, mình vô duyên không? Con nhà ai mà đẹp thế trời. Ôi giời ơi. Bùm bây à, em lên được không? Ôi giời ơi. Wow.
ăn gì chưa? Còn ngủ. Ăn rồi. Này, bữa nay em đi đâu chơi hết à? Không, ở nhà thôi, đâu rồi, cũng kìa nhà rồi, không ra đường. Người ta là con ngoan trò giỏi. Ra đường đi chơi đồ. Đi bắt phố rồi nhé. Bây giờ người ta ra đường rồi. Bây giờ ra đường là bị cho ăn tỏi đó nha. Nha nha. Ấn rồi, không đi nữa. Giờ ra đường nguy hiểm lắm, nó cho ăn tỏi không đấy. Ai biết được. Tên hay mình tên tên. Thấy chưa? Mình ta cho mình ăn hay mình cho ta ăn kè? Ai biết? Đâu nè. Vừa cái 5.000 không phải vừa không đâu mày. Đừng có vừa mà bỏ lưng quá. Người đâu mà xin thế? Dạ. Em nay em như tuổi em? Nay em như tuổi? 18 à? 18. Ôi rồi, 18 rồi. Chưa đủ. Đủ mà, 18 đủ rồi. Chưa đủ tuổi. Chưa mấy tuổi mới đủ. Em mấy tuổi mới đủ? Xin tháng mấy? Em mấy tuổi mới đủ? 20 đủ à? Số 20 trẻ quá à? Em vậy á. Ôi trời ơi, còn thế này. Chết con người ta hết. Anh lại anh Long với tôi tiêu. Hay quá hay. Nghe không nghe đi mà. Đừng có giỡn mày. Hồi nãy kêu lại cho tưởng em tưởng nào không mời chứ. Hên dữ. Buồn đang buồn mà. Nói chuyện cho vui chứ. Sao mà buồn? Ai có thể làm em buồn được chứ? Nói đi anh nhém. Bảy ơi, anh Duy Hanh ơi, bảy ơi. Em buồn ai nói chuyện là chim với em vậy? Tao mày. Thôi anh em ở Phú Yên nghiệp lắm. Mày phải là Phú Yên mới được. Ra đi. Ra tìm em. Được không cho? Thích về cho anh ta cho quyền của anh muốn đào đi chứ. Cái gì à? Cái gì trời? Anh chim nó. Tại sao anh khi em ở số hoa? Cảm ơn nhân mã. Đi, bỏ tay quá à. Đi ra Phú Yên cái. Đi ra Phú Yên là em nhém anh là nhát ít luôn á. Có ghệ đến đâu, có. Vô gì mà không có ghệ. Tài nhai nhai ở đâu cũng có mẹ vậy mày. Ghê ghê. Cho anh lên sóng cho vui. Lơ được hai người hả anh? Lơ ba người luôn. Lơ ba người luôn. Được cũng đáng tăng lên. Trời ơi đẹp quá à.
Thì em nói em mà ra ngoài Phú Yên là dạ, dạ. Chém em rát ít luôn. Cảm ơn đội Chí Cường. Đẹp trai mà mày. Ừ, nghe. Sao lên được? Nó đẹp trai mà mày. Đẹp trai mà mày. Tại chờ chờ em chút nha, chờ em chút. Dạ ok men. Cảm thấy mỏi tay quá. Nghe coi. Xin chào tất cả mọi người. Đúng rồi à. Hãy ông Lê ơi. Treo lên tường. Phải giống như nó chết luôn á. Đâu á? Lấy cái giò mày dắt coi. Cái giò mày mẫu giò quá à. Nhoi quá à. Đây coi ném vợ. Chúc mấy anh chị buổi sáng vui vẻ nha. Good morning. Rồi mở ra Phố Hồ Chí Minh lên đây. Em ở trên mặt trên dưới mặt trời. Nói lời dời với bạn này. Linh tinh này. Em ơi sao bao ngày qua mỗi khi gặp nhau. Em đi đâu lâu dữ mà. Trời ơi em ơi em đi đâu lâu em ơi. Dạ yeah. Có ai thấy con nhỏ đang like đâu. Anh à, bán tạp hóa với quần áo như này. Tóm lại là cái gì cũng có. Quá đàn à. Dạ, mới lúc nào cũng chưa của em. Bán nợ công vinh. Không nổi đâu anh ơi. Không bán nợ chứ. Bán nợ là chết luôn. Biết rồi. Dạ, 50 phải không? Không có anh ơi. Anh bắt đầu. Mấy em đi đâu lâu dữ em? Đi làm đây chí. Em bỏ anh bơi dơ ở đây em không biết là gì hết nè. Vô đọc comment nè. Nãy giờ tôi không biết gì nha. Tôi là tôi không biết.
chị giáo á. Mười một biết gì luôn á. Vậy? Mấy người nói chuyện gì mà giờ kiểu không biết gì vậy? Đẹp quá ba tình yêu. Nãy giờ không biết gì đâu á. Nói đẻ giờ kiểu không biết. Anh đâu nói đâu kia đó đi rồi. Chạy trốn rồi. Bài ơi em không đi. Anh nói chuyện như vậy. Nói chuyện hay não quá à. Mình nói ái lại chút xíu đi anh. Là bán đứng cho mất cầm. Mất quá nó mượn vài bữa nó trả thôi. Cái bóng kìa, ơi cái bóng kìa. Vậy trời ơi. Mất chậm. Em nói là đó vậy. Có đâu? Đâu vậy? Trời ơi em thì gần chết. Ngâm hoa lệ. Xin chào, bây giờ chào các người. Ta xin chào tất cả mọi người. Chào lành hết người. Đang tìm sao làm? Tìm sao? Rồi, phần nào hết trời luôn. Không chào đi. Đành đẻ ai phần nào luôn. Tìm đi phần nào gì không biết. Lấy mặt kính thì ta biết rồi. Tỏ gì em mới đi. Em ơi. Dạ. Hello tất cả mọi người. Quay Vinh, quay Vinh rồi đấy. Quay Vinh. Thì người ta trao mình trao lại chứ. Qua Vinh nè em. Qua Vinh đâu đem kiến vô không? Ui ơi có Cường kìa. Có tên Cường kìa. Trời ơi chiếm quá trời luôn. Ở nhà kính của tôi hai ông ơi. Chào Duy Thanh. Mẹ mua mình ship cho cái nè. Tì thiếp, tì thiếp gấp 3 tì kính nha. Sao anh đỡ đeo luôn cho rồi. Tại sao quá mấy gấp 3 mới được. Gấp 3 còn lỗ em. Vậy giờ anh ở đâu? Trả nói cho tao mày. Vô duyên quá. Vậy giờ anh ở đâu vậy? Cầm lấy ra mở tài rồi nấu thôi. Em mới cho anh mà Duy Thanh. Ừ anh cảm ơn anh Cường rồi. Em không muốn ăn tỏi đâu nha. Lên không. Không thuốc hoài không phải chết ráo bây giờ nè. Đó. Qua Duy này không hút các bạn à.
vào tầng city của ông của bà mình hả, bà cha mình là nhỉ. Chơi dữ vậy. Xíu anh chị. Chờ chút nha. Tối mới là. Em ơi em đâu rồi, làm sao thấy em. Đi đâu rồi mày ơi. Đi nữa đâu hả? Dạ xin thi. Bảy. Bây giờ người ta chơi chích nước mắm không á anh Duy Hanh ơi? Chờ đợi là hạnh phúc mà, chờ hoài chờ mãi. Để mình hút giùm bạn nha. Thôi để mình ship cho. Ê, nãy giờ tao mày vô đây coi là chim tự nhiên, tao mày tự nhiên luôn đúng không? Chắc mình chưa nói đi. Cố chờ. Rồi sao không thấy mình nước luôn. Bạn gì đó ơi. Có ai thấy bạn đang live stream của tôi đâu không? Tôi nhìn thấy vậy mà. À đâu à, 37 triệu. 37 triệu. Đi ra ngoài. Về tới thành phố Hồ Chí Minh. Mấy trăm à? 100 hay là 900? Có 500 à? Mấy rồi. Tắm rồi mà. Đi ăn tỏi rồi. Em ơi. Em đâu rồi? Ê, nãy giờ mình không biết gì hết luôn nha. Nãy giờ này nói em ăn đi, ăn tỏi nè. Có comment kìa mày. Mày sao xạo mày tao rồi. Nãy em nè, nãy. Tôi vui tính lắm mà, hao ơi. Không có vớ vẩn linh tinh như mấy người khác. Đọc hoang vô tính cô đôi nhưng chẳng buồn. Con nhà mà đẹp đúng rồi trời. Nè giờ lo chăm con đi chú vợ về nó đánh chết đi. Ngủ giờ chưa dậy luôn. Hai con cháu ngủ. Dạ lâu quá à. Xong rồi. Nãy giờ đi ngồi sửa cho con hay gì à? Đi pha đồ. Pha đồ gì? Đi thay đồ. Đi pha đồ không à? Ngu quá. Để nào nói ông chứ. Nhà em ở cô em ở nhà kia. Em ở đâu vậy? Dạ hồi làm chi? Ở Phú Yên ở đâu ta? Mà trả lại không em? Phú Yên gần à, em có một bạn quê ở ngoài á. Ở Phú Yên á. Bạn anh em không biết đâu. Anh ở đâu? Ở Phú Yên. Anh ở nhà dạ, anh ở nè. Anh ở nhà anh ở nè. Ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh ở thành phố Hồ Chí Minh.
nhà anh nè. Anh biết ở nhà anh. Chào Quân Mạnh Lê. Ừ anh, em đang Bình Định. Bữa nay em ra Bình Định chơi. Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi, vì có anh ở đây rồi. Đưa vào với anh đi, em sẽ thấy bình yên. Thành phố Hồ Chí Minh chào Úc Chuối. Đó, sân tay rồi, dữ. Ôi, sân mình nữa kìa, ghê quá à. Gì? Mày vô tao phải ghê không? Mày BD gì mày vô tao? Tôi thì tôi không có BD mày nha, bạn tôi nó mới BD á. Lô điện lại nhờ. Ta. 59 chào 81 nha. Anh ở bên đời nọ nha. Kệ anh chứ, xa kệ anh chứ. Em ra bên đời em chơi chứ em đâu đó. Chỗ anh chơi đâu mà anh nói sai cần. 21 từ 78. Tính là ra nói đấy. Chào Tấn. Hello. Cũng chào anh em. Xin chào 1000 lá màu anh em nha. Sai rồi, 1000 là 1 đó ra. 100 lá 1 à. Đâu làm gì có. Chúc em và em coi ở cái live stream này coi bao nhiêu lượt xem. 100 lá 1 con chó đơm. Có mấy người xem thì ai vô cha mình chào lại cho anh vô duyên nha. Không à, sao có lẽ mà tao mà đi luôn đi quên à. Ơi chén quá nè. 2 thằng. 2 thằng kia. Vãi thề. Nói gì vậy? 2 thằng. Con cứ biến đi ngay. Ở đây nói chị nè Hoàng ơi. Chào Duy Thanh nha. Ê, nói chuyện này quen. Không có chuyện chữ ai đâu mà. Đang quanh chỗ khác chơi nha. Chạy hết. Võ Nhật anh, Võ Nhật mình lớn rồi, mình nói chuyện đàng hoàng xíu bạn ơi. Mình không có ăn nít nữa đâu mà. Nói chuyện kiểu kỳ vậy. Em chặn rồi. Ui thật đăng lòng thanh niên lại không có tiền còn ăn kem. Chào Bảo Long. Đàng hoàng nhưng không. Vừa đâu. Tụi em là dân lương thiện, dân hiền lành chứ không phải là dân quậy phá đâu mà. Không kìa chọc ai giáo á. Trời ơi đẹp quá. Ước gì lòng mày phải BD. Tôi không có BD nha. Bạn tôi mới BD. Vừa qua vừa lại hai thằng đều như nhau. Trời ơi nhìn hoài mới chán luôn trời. Chào Duy Mạnh nha. Chào ca sĩ Duy Mạnh nha.
gì đúng rồi, cái gì em nói đúng á. Nói gì vậy? Nghéo gì? Nghéo ông, nghéo ba mày hả? Nói gì à? Trời ơi, nhìn đẹp đến kỳ ra. Chù cho chưa cha mà ơi. Đừng nói nữa. Cảm ơn em chơi lắm. Khi nào mà chị nói thế này trời. Nhìn nó giờ không biết chén luôn em. Nói em nói với bố em là mổ lợn đi, mai anh ra anh bắt vợ nha. Bố em ở Sài Gòn á. Nha, thế nha. Là đi chứ cười ơi. Bảo bố em mổ lợn đi, mai anh ra anh bắt vợ đây. Bố em ở Sài Gòn á. À, bố, à? Đâu bố em tới vậy ạ? Họ anh có quen không? Em ở thành phố chị ơi. Đâu có, em đâu có hỏi đâu. Mấy ông cứ hỏi em đâu là sao? Dạ. Rầu chồng tiêu rầu. Chết rồi, con khóc rồi. Âu rầu, xe đẹp, xe nhau. Không cho con, không quay sữa cho con uống mà đi live stream nè, chồng đánh chết này. Chưa nghe đâu, nghe dễ thì nghe được. Mua sim là cơ hội mở đăng ký, người ta không biết, người ta hỏi nhiều khi bực mình lắm, trả lời miết mệt. Em ở đâu vậy? Dạ, em ở nhà. Em ở nhà rồi. Ủa, em không đi học hả? Không, nghỉ rồi anh. Nghỉ rồi lớp mấy? Mới nghỉ đây. À, nghỉ hồi lớp 9 hả? Mới nghỉ một bữa em. Nào chị? Nghỉ học. Nghỉ được 2 tuần rồi. À, sao nghỉ ổn vậy? Ít nghỉ thôi. Đi học chay cua nhiều quá nghỉ. Thế à? Em chay cua quá nên nghỉ luôn. Đúng rồi. Trai tới trường là trai là bu miếng hầm mình lắm nha. Bây giờ nó cho ăn tỏi không đấy? Đấy em mới sợ em ở nha. Ra đường nó cho ăn tỏi sao? Đúng rồi. Ở nhà thì cho ăn ớt đấy. Không biết ai trai ăn à. Này không chứ ai não dưới trời. Tôi vui tính, tôi dễ thương vậy nè. Không có ai chịu thương mình á. Ước gì. Đó, thấy chưa? Thinh quá thinh. Thinh rồi tinh. Em ở đầu sông, anh ở cuối sông. Ủa bà mẹ. Trời, nhà ông luôn mày. Ba. Quay tao với coi, quỷ. Lại. Khó chịu quá mày ơi.
mày làm nó đổi hế rồi, khó chịu quá. Trời à, ngồi xích vô ai, mày sai cách rồi. Trời ơi. Có trước á. Rồi ở dưới đây. Mấy anh này mới tình hình quá à. Tôi biết cái quần mày nổi rồi, để xuống đi mày ơi. Hay gì? Ủa, bố em vào Sài Gòn sao em không vào Sài Gòn ở luôn? Là thôi vào Sài Gòn gặp hai anh sao? Thử. Hai tháng rồi đi. Alo alo. Alo alo, ai hô vô lé trả lời. Sao chứ? Chết tao rồi. Tao mà nè lo. À, vừa lấy đẹp gái mà đi sao gái đâu. Gì mà xấu? Trời ơi là trời. Bữa mình đi chơi mình thành đẹp gái và đấy mà nha mình bình thường. Vậy luôn đó hả? Ừ. Thường anh trai nó thích mày hết trai nè. Cảm ơn nhóm hô danh. Bình thường mà còn đẹp vậy. Chết luôn. Giờ nhìn em lạ quá. Sao tự nhiên kinh tôi lạ trời, tôi cũng cứ bình thường chứ có đâu mà cứ kinh tôi lạ. Trời ơi là trời. Trời quá ơi. Ủa Phú Yên là gần Bình Định phải không em? Dạ. Phú Yên là Phú Yên gần ra. Phú Yên là gần Bình Định phải không? Bình Định đi ra là tới Phú Yên phải không? Đúng rồi, Phú Yên là Bình Định. Ờ đúng mà, đúng rau. Mày hỏi gì à? Mai xin lấy chi? Bình Định đâu cũng mà em đi. Bình thường. Đúng rồi anh ơi. Chết chắc luôn. Trời ơi, vậy mà bình thường với người ta là phi thường. Không biết đâu, phải nói nữa. Khổ lắm. Rau. Đổ rau. Đang nói chuyện này. Để nói chuyện cái đẹp. Rồi quơ cái đẹp quá bà ơi. Đây chị cái đẹp mà trời ơi trời. Bình định kế bình. Bình Dương ở gần Bình Nhật á. Bình Phước gần Bình Dương. Có chuyện ngồi vô. Hôm nay ở mới dắt đi rồi mà. Ừ đúng rồi. Không đâu có đi. Đây bà không tin mà dắt ở đây đây rồi bà coi biết. Trời ơi đây là chị gái mà bắt đi rồi. Đó đây đâu. Đây con. Chó chưa? Chó. Con
đi cho chơi chơi. Anh muốn tao giúp chơi anh. Xíu ơi. Anh đi cho chơi chơi. Đâu vậy, dắt đâu vậy? Làm nó giúp đi chơi nè. Phải, nó không làm gì dắt chó đi chơi á. Ngày nào cũng vậy á. Chừng nào gì à, dắt đi chơi chừng nào gì à. Cái 5 phút à. À 5 phút sau dắt nó vô cho em cho em chơi nó. Chơi gì? Chơi gì trời? Nhìn thôi, nhìn nhìn nó thôi. Thôi. Dễ thương mà. Anh cũng dễ thương mà. Mày không mày. Anh em ơi. Để chúc anh chưa lại em. Để chúc anh chưa lại em. Chúc anh chưa lại anh. Đủ biết chưa dạy luôn ấy. Mấy giờ rồi à? À. Gần 10 giờ. Mười phút nữa là 10 giờ. Gì giống bạn ngại nhỉ? Ai nói ai vậy? Em không biết á, không phải bạn ngại nhá. Chơi hết sức rồi, chơi hết sức rồi về, chơi hết sức rồi về. Đâu thì chứ. Hại não, sáng não luôn. Tội cho chàng trai đó, em thấy tội cho con chó không à. Nè, 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 nè. Anh Niên về tới. Đâu, sao con chó đâu đâu. Con chó kia. Nè, chó đâu. Tự tưởng á, tự tưởng. Thế luôn. Giờ nó ra đi vô rồi. Tao quay coi miếng à. Nhìn gần. Nè cho coi miếng nè. Trời coi con trái hồi coi anh này coi con chó. Trời mày dám đi xuống vậy. Trời đi vô không tiêu luôn. Ê tao mày còn sức không kìa. Cho đi chơi còn sức không kìa. Còn chứ tưởng 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 ném một cái luôn chứ tưởng ném mày đây luôn. Cái rồi thằng nào quá anh ơi bạn ta. Có chuyện đàng hoàng mà sao mày cứ mày chọc tao chửi. Gái 78. Gái 78. Chào bạn sự tự nhiên. Bạn sự tự nhiên là giới trai á. Bạn sự tự nhiên. Bạn sự tùy em á. Tùy anh chứ em tùy làm gì. Chào bạn. Chào Lan Thùy. Em đã từ mắt rồi. Thế anh là làm sao cùng được. Anh sao. Trời ơi. Phẫn nộ quá trời luôn. Ấu trời ơi. Em không thấy gì. Em không thấy gì đâu, thấy tim gì đâu, thấy gì đâu. Phần nào đây? Mạng em lắc là gì rồi? Không thấy luôn á, không thấy được rồi. Chào anh, hệ thống hết không nắng anh ơi, em ngồi trong nhà. Ý là lá ta mày nói đó á, không? Lâu. Lâu ơi! Lâu!
đội quen rồi anh ơi. Rồi đón quen rồi. Tối thì ngủ cũng đội nữa. Trời ơi. Con mắt long lanh. Hoa Vinh. Dạy. Chị vậy? Em đang live stream điện thoại mà. Đang live stream điện thoại mà, tự nhiên bị chia sẻ gì vô vậy? Đâu live video đâu. Đâu Hoa Vinh đâu, cả tóc gai Hoa Vinh. Đó, mặt mặt dễ thương. À, cái đâu có mà mập dĩ hương. Mày có bán bánh láo không? Không có luôn. Chút điện thoại bảo bố em về đi, mai mổ lợn anh ra anh đón. Nha, theo nha. Im lặng là đồng ý chứ gì. Sao in sao nhỏ xíu vậy ta? Im lặng là đồng ý không em? Ngủ đã chưa? ngủ 10 giờ mới dậy. Em ơi. Nào buổi chiều. Em ơi. Im lặng là đồng ý không? À, anh nó bự lên anh, em nghe sao tự nhiên cái loa nó bị gì đâu. Im lặng là đồng ý được không? Hả? Đồng ý gì? Im lặng là đồng ý được không? Nói gì? Đồng ý. Bây giờ anh nói cả cái Việt Nam nghe luôn rồi đó. Nãy giờ không nghe nhỏ xíu, anh giờ anh nói nhỏ xíu em cũng nghe nhỏ xíu không nghe gì hết. Nãy giờ anh nói cả Việt Nam nghe rồi mà em chưa nghe. Trời bèn bét ơi á. Trời. Em làm gì? Em hết tài cho em. Em. Em làm chết gì hết. Chết hết sao? Chết hết. Chết thì chết hết. Em làm quá chắc mang đi giải phẫu. Làm bê đê. Sao em ác gì vậy em? Nó hết pin đâu. Sao em ác quá vậy? Tại sao? Anh nói gì vậy? Tại sao em lừa dối anh? Tại sao? Nói làm trái tim đau, làm con tim tan nát. Bởi gì ta? Không nghe nói luôn. Còn gì để nói nữa luôn. Hai bác. Ấp mặt vào tường luôn râu. Đi cái đâu? Biết sao không? Mình lâu quá chồng người ta chữ. Thảo xuống ơi, đừng hỏi mình đâu. Chiều nói chiều. Chị bây giờ để anh biết. Không biết. Cái kỳ ai. Bèn đét cười.